Virus livestream dành gần 20 phút chỉ để nói về vụ follow hình ảnh bồ cũ của Quang Hải. Liên tục bị dân tình vào hỏi vụ follow bồ cũ Quang Hải, Virus lập tức có động thái mở trên fanpage triệu like. Mới đây, Virus vừa bất ngờ mở reaction trực tiếp trên fanpage hơn 4 triệu người theo dõi của mình. Nội dung lần này của chiếc reaction chủ yếu nói về các drama, thị phi mà anh chàng gặp phải trong thời gian gần đây. Bên cạnh drama nóng bỏng tay, giữa anh và Bình Gôn thì chuyện anh bất ngờ nhấn nút theo dõi Huỳnh Anh, bồ cũ của Quang Hải cũng là một trong những chủ đề được dân tình đặc biệt quan tâm. Vậy nên mở đầu reaction, anh chàng đã lên tiếng giải thích về sự việc này. Bên cạnh việc follow, việc mặc áo dài đôi cũng là chi tiết đáng chú ý khiến dân tình không khỏi hoang mang về mối quan hệ thực sự của Virus và Huỳnh Anh. Cụ thể, Virus chia sẻ: "Trời ơi, nếu như bạn Huỳnh Anh này follow một mình tớ thì không nói. Nếu như tớ follow nhân vật nữ ấy như bao chàng trai, hay là một mình tớ follow Huỳnh Anh thì không nói. Đằng này chẳng hiểu kiểu gì." Virus khẳng định: "Thật ra trông thì cũng hợp hợp ấy chứ, nhưng mà thực sự là tớ chưa gặp bạn này bao giờ. Bạn này mắt to, cute này. Thứ nhất là tớ đang độc thân, nên chuyện follow các bạn nữ là việc rất bình thường. Trường hợp tớ follow các bạn nam thì có thể đặt ra câu hỏi, nhưng thực ra cũng rất bình thường. Chẳng qua là giới tính của tớ, tớ quyết định là come out. Nhưng mà tớ độc thân, tớ không có bạn gái thì cũng phải cho tớ đường thoát, chứ phải không? Cuộc sống là phải cho nhau một con đường sống chứ." Thêm nữa, Virus tiết lộ việc follow Huỳnh Anh chỉ muốn hợp tác, vì theo thông tin anh có được thì Huỳnh Anh là một cô bạn rất giỏi tiếng Anh và hiện đang sở hữu một trung tâm tiếng Anh nên anh muốn mời về công ty của mình. Ngoài ra, anh chàng cũng chia sẻ thêm: "Dù mọi người vẫn hay gọi mình là Mr. Sự nghiệp, nhưng anh vẫn cần phải có bạn gái, nếu không thì cũng phải có một mối quan hệ để tìm hiểu, chứ không lẽ cứ ở một mình." Phải nói thêm rằng Huỳnh Anh, bạn gái cũ Quang Hải, là cái tên cực kỳ hot drama trong năm 2020. Virus dạo này lại khoái bình luận, quan tâm đến chuyện thiên hạ nên việc Virus nhấn follow Huỳnh Anh cũng không có gì lạ. Và biết đâu đấy, từ lạ thành quen, từ quen thành gì gì đó thì cũng là chuyện chưa thể nói trước. Hội hóng hớt cửa lót dép chờ thêm nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.